Có lẽ là trước khi mua một chiếc xe mới thì điều đầu tiên chúng ta nên làm đó chính là tìm hiểu về xe và những cái tính năng an toàn xe và cách để chúng ta duy trì xe, vận hành xe sao cho nó tốt nhất để giữ được an toàn nhất khi chúng ta đi xe, và đặc biệt hơn nữa là kéo dài tuổi thọ của chiếc xe của chúng ta, đúng không? Thì trong cái video ngày hôm nay, Happy Car sẽ nói lên những cái thói quen mà giúp anh chị có thể là khi anh chị duy trì được những cái thói quen này sẽ giúp chiếc xe của chúng ta nó sẽ bền mãi với thời gian, và anh chị sẽ tốn ít nhất những cái chi phí, những cái tiền để chúng ta bảo hành bảo dưỡng xe nhé. Và cái điểm đầu tiên Minh Huấn muốn nói tới ở đây đó chính là rất là nhiều khách hàng khi trên bản tắc lô xe có hiện những cái đèn báo, những cái cảnh báo, có thể là báo về động cơ, check động cơ hay là về những cái lỗi gì trên xe, nhưng mà anh chị thường phớt lờ những cái lỗi đó và tiếp tục đi. Thì sau một thời gian thì những cái lỗi đó nó sẽ tàn phá cái xe của chúng ta đi, gây hư hỏng xe, và anh chị sẽ mất một khoản tiền rất là lớn để chúng ta sửa chữa, bảo hành lại chiếc xe của chúng ta. Thì Minh Huấn khuyến cáo anh chị là nên khi trên bảng tốc lô của chúng ta hiện về những cái đèn báo từ các cái cảm biến này về ECU, và ECU nó sẽ báo về cái bảng tốc lô của chúng ta, thì anh chị nhớ là điều đầu tiên phải gọi trực tiếp đến kỹ thuật viên, những bạn cố vấn hoặc là những bạn sale để có những cái lời khuyên bổ ích nhất, và sau đó thì anh chị cố gắng là nên đánh xe về đại lý gần nhất để chúng ta làm check, kiểm tra và làm sửa chữa nhé. Đặc biệt là ví dụ có những lỗi cực kỳ lớn như là có đèn động cơ nó hiện lên này, đèn vàng động cơ hiện lên này, thậm chí là nó rất là nhiều cái, tại vì trong động cơ ấy, nó rất là quan trọng là trái tim một chiếc xe, cho nên là cái đèn động cơ mà check nổi lên thì nó cực kỳ là có thể là rất là nguy hiểm, cho nên là anh chị có thể là dừng xe lại lập tức và có thể là gọi cứu hộ để xe cứu hộ có thể vận chuyển chiếc xe về đại lý cho anh chị nhé. Anh chị lưu ý nhớ nhé, không nên phớt lờ đèn báo động cơ trên bảng tắp lô. Cái điểm thứ hai đó chính là khi anh chị trước khi chúng ta đi xe ô tô thì chúng ta phải có một cái tác phong là check cái áp suất lốp ạ. Đơn giản thôi thì lốp xe thì nhà sản xuất cảnh báo chúng ta là nên để áp suất là 2 cân 2. Thì anh chị nhớ nhá, thì chúng ta nên kiểm tra lốp xem là lốp có non quá không, hay là cái lốp có bị mòn quá không. Tại vì nếu như anh chị để lốp mòn này mà đi đường xa nữa thì cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến là nổ bánh xe và làm hư hỏng những cái la răng này. Anh chị nhớ là phải kiểm tra cái áp suất lốp, tình trạng lốp trước khi di chuyển xe hoặc là trước khi đi đâu đấy một quãng đường dài nhá anh chị. Đấy là cái bước thứ hai. Đến với cái lưu ý thứ ba là khi chúng ta đi xe thì anh chị nhớ một điều, đó chính là đầu tiên là gì ạ? Chúng ta phải kiểm tra xung quanh xe xem là có những cái vật cản gì không. Có thể là có những trẻ em này, những con nít nó chơi xung quanh xe mà chúng ta cái điểm mù của xe không làm anh chị quan sát được, hoặc là có những cái động vật như là chó mèo nó chui vào trong gầm xe, đúng không? Thì nếu như anh chị vô tình mà nổ máy lên và đi lập tức thì không biết được chuyện gì sẽ xảy ra, rất là nguy hiểm. Cho nên là trước khi đi xe thì anh chị cố gắng là kiểm tra xung quanh xe xem là có những vật cản nào không. Và đặc biệt hơn nữa là khi anh chị vào trong khoang xe nổ máy thì nên để đâu đấy tầm khoảng 1 phút 30 giây. Tại vì khi anh chị mà nổ máy lên làm cho động cơ chúng ta nóng lên thì có thể là những cái vật như là những cái động vật như là nhỏ như là mèo hay là chuột ở trong khoang xe nó đi ra ngoài. Điều đó thì cũng là rất là có ích khi anh chị đi xe ô tô, anh chị nhớ nhé. Và cái điểm thứ tư, cái điều mà cực kỳ nguy hiểm gây tác hại lập tức trên hộp số của chúng ta, đó chính là tình trạng anh chị đi xe ô tô khi chúng ta đang ở số D và chúng ta đi chậm và chúng ta muốn về lùi thì xe chúng ta chưa dừng hẳn mà anh chị đã về R là ngay lập tức. Thì điều đó thì nó sẽ gây làm phá hỏng cái hộp số của anh chị nhé. Đấy là một cái điểm mà cực kỳ quan trọng, anh chị phải nhớ là hãy để xe dừng hẳn rồi anh chị hãy chuyển số về R nhé, rồi về số lùi anh chị nhé. Và nếu như mà anh chị vẫn để xe di chuyển ở phía trước và chúng ta dùng thao tác là chuyển số về R thì điều đó cực kỳ có hại đến cái động cơ của chúng ta, đến hộp số chúng ta. Đấy là 4 cái điểm mà Minh Huấn muốn nói trong video ngày hôm nay. Hy vọng là cái video này anh chị xem sẽ cảm thấy là sẽ học được rất là nhiều thứ, những cái kinh nghiệm, những bài học ở trong video này. Và đừng quên là nếu thấy video hay thì anh chị hãy nhấn like này, đăng ký kênh. Hãy nhớ đăng ký kênh của Happy Car nhé, để trong thời gian sắp tới thì
Happy Car sẽ có những cái video hay hơn. Và anh chị đăng ký kênh xong hãy nhấn nút chuông. Và ngay lập tức thì cái video của chúng tôi sẽ hiện lên điện thoại của anh chị rồi. Và anh chị có thể xem được để giúp anh chị vận hành một chiếc xe an toàn nhất. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.